Giang xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay con Hồ Tâm có đến quê dân để phát quà cho bà con. Đây là phần quà của nhóm cán bộ sinh Long Thành và nhóm Dân Cô Nước Chân, và phần quà của con Hồ Tâm gửi đến bà con ở quê dân. Mỗi phần quà trị giá là 500.000 đồng, gồm 10 kg gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn và muối, với phong bì là 300.000 tiền mặt. Và bây giờ cô sẽ tặng cho bà con. Mình đưa gạo cô. Không? Cái gạo thì là để dưới thôi, để dạ. Dạ cái gạo con để đây nha. Rồi xong rồi là bà biết coi đó nha. Dạ, hôm nay là chú. Chú này rồi, ở bên nhất. Rồi được rồi, bà bưng cái này thôi, còn để em nó bưng cái gạo. Đây. Dạ, cảm ơn. Rồi không có gì. Rồi ăn ra. Rồi. Chắc bưng cái gạo để xuống. Cháo là qua ẩm nè. Ô cả. Mang lên gạo rồi. Rồi. Cháo qua ẩm rồi. 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 Rồi sắp về đi con. Rồi sắp đi về đi để nặng con. Ủa đi luôn nào. Bên này đang ghé lỗ nè. Nằm bưng nổi không? Bưng nổi không con để đây cho. Để đây. Đưa đồ bả đi. Rồi đưa cái bịch. Nhi cầm hết không con? Rồi, đâu nước mắm đâu. Rồi. Đây, bên đây cũng là một người nữa hả chị? Dạ đúng rồi, đại mà ông nội bị mổ mắt. Dạ, nhận giùm. Chị có gạo chưa? Chưa. Rồi đây chị gạo đây. Cái gạo lên nổi không con? Gạo lên nổi không? Dạ con nói không con? Đâu rồi nói đâu rồi? Còn người nữa. Đây đây còn phần này. Bưng ra chừng đó. Rồi. Đây là con phần nó tặng cho con nè. Rồi còn như mình cho xuống ra kia. Rồi. Xuất phát. Mình xuất phát. Trời ơi. Thấy giống cửa nhà kìa. Ừ. Để chỗ bà có nhà không vậy? Đó. Nhậu vậy? Ở đâu mà chơi? Trời ơi, nhậu này cho mọi người. Đó có chim thổi đi nha. Đây. Thổi lắm rồi đó. Chừng con thứ hai. Người nghèo lắm. Ừ, mai nó còn nắm lại nữa. Thứ hai, thứ ba ơi. Đừng đứng nó kìa, con có đứng à đi. Chú đâu? Dạ nó đi ruộng kiếm gì hả? Dạ. Chị là chị của chú chị, ở nhà đây ruộng của Hùng. Dạ nó đi ruộng rồi. Đi ruộng vậy là anh sống với ai chị? Không có nhà, có vợ có chồng đi ruộng. Dạ. Vậy là gửi lại đi con. Dạ bà chị nè, có bà chị ở bên nhà gần cái bên nè. Chị là nhận giùm em ha. Và chị là ai? Mẹ. Mẹ hả? Con này là con. Đó là con. Chị hai. Chị hai của cái nhà này. Thằng này. À. Dạ. Nhỏ này thứ tư. Thằng này thứ tư. Vô dạ. Vô vậy. Vô nhà ngồi không? Dạ dạ được rồi. Thì con đến đây cũng thay mặt cho cụ nhóm cụ học sinh và sư cô Hiếu Chân và cô Ngô Tâm để tặng gia đình món quà ăn mấy thảo. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Tôi cũng thay mặt em cảm ơn. Cảm ơn nha mà. Dạ dạ. 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 Cũng khổ lắm mà nhà cách chưa được nữa nè. À, dạ. Tại chuyến trước là cũng lên. Còn một hơi của Văn ăn dữ. Bữa nãy con đưa cho chưa chưa. À. Trả lại dẫn đi. Thì bởi vì con hỏi cô. Dạ cũng gửi cho chủ nhà là bao thư trị giá 300.000 tiền mặt. Dạ, với 10 kg gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn và muối. Dạ, cũng chúc nhiều. Gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Đâu nữa? Cái hoàn cảnh này gia đình ở đây là mấy người ở cái nhà này? Ở đây là hai vợ chồng, còn bên kia thì em Út và bên kia nhà mẹ. Ừ. Bên đây là hai vợ chồng. Hai chồng có con không chị? Có đứa con. Đứa con mấy tuổi rồi? Cũng còn nhỏ.
đâu cũng mười mấy tuổi rồi. À, người mẹ của cái cặp vợ chồng mà đang vắng nhà đây ha. Dạ. Giờ cũng còn trẻ quá hả? Dạ. Không, nhưng mà chủ nhà này con thấy già rồi. Dạ hả? Dạ. Sao mẹ thì trẻ dữ chứ không biết. Nó nói chung thì nó lo mạnh không à, nó không có lo sợ sạn đâu. Cắm đầu cắm cổ nó mạnh, còn già còn hơn chị nó nữa nè. Dạ. Nó nhỏ tuổi hơn chị nó mà nó già hơn chị nó nữa đó. Rồi ráng đi mạnh, rồi giờ mình đi tới nhà nào vậy? Đây này. Ủa, em thấy đâu rồi? Để gạo lên đi, để mẹ đi qua bỏ đi. Dạ, mổ. Rồi, tốt quá thì tốt. Chào đi, tôi chào đi. Đứng sát qua bên đây nhìn đi. Ừ. Vậy mình trao ở đây một phần. Dạ, vậy trao bên đây một phần đi. Chăm vô chăm. Cái đầu thơ đó con. Đây cái thơ tay chị, đây chị tặng con thư đi. Không. Ôm nặng ơi, không có nặng hết chị. Chị nói đi. Chị nói em thay mặt cho nhóm thiện nguyện của sư Long Thành với con Ngô Tâm. Một phần quà trị giá 500 ngàn, rồi một bao thơ gạo. Bao thơ 300 còn gạo với đường. Dạ. Rồi xin gửi cho gia đình phần quà lấy Thảo nha. Xin cảm ơn. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Rồi mình bước qua bên này mình cho qua bên mình bên kế bên luôn. Còn bên kia thì một lấy nữa được rồi, tại vì mẹ lại bên đánh dỗ cho cha mẹ đi. Giờ xuống giỏng cho ta đi đi. Con nghĩ ra có nó bảo đó thương. Cái hôm nay thương nha. Cho con dâu nó đứng đi. Cô vô luôn đi. Dạ, con tự vô luôn. Được rồi, cô đứng đây. Em thay mặt cho nhóm thiện nguyện cô Xuân Thành với con Ngô Tâm gửi gia đình một phần quà giá 500 ngàn ha. Dạ, dạ. Rồi, gửi phần dạo. Bao thư 300, phần quà 200 nha. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn nhà Ngô Tâm nhiều. Rồi, con xin phép luôn đi nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Chào cô ạ. Cô nhà với ai cô? Hai ông bà. Chú đâu? Đậu đại dũng ạ. Nhà mình ngơi trời này mà vô mà thấy tối quá ha. Tối hụ. Hình mạnh như cúp điện vậy đó. Cô ra đây cô. Cô ra đây. Vô nhà tối con đứng đây nha. Rồi chị. Cái, dạ. Dạ, nay con tới nay con thay mặt cho nhóm thiện nguyện cục sư Long Thành của cô sư cô Hiếu Trân với lại cô Ngô Tâm và Nguyễn Thánh Tôn phần quà. Cảm ơn cô. Bị thư gần 300 ngàn với phần quà 200 ngàn. Cảm ơn cô. Thì sẽ khó khăn với gia đình. Dạ. Dạ. Rồi con cũng gửi cô. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Chúc cô dạ. Chú có con cái gì không? Có đi mặn hết trơn rồi, đã gai hết trơn. Dạ. Còn hai ông bà già. Dạ. Rồi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con đi đăng cô ơi. Dạ. Rồi thôi cô cho con cái bài thơ nha. Mình cũng bằng trị giá của phần quà đó. Rồi tôi cho cái bài thơ. Tính tính cho chỗ ở đây hay gì? Không, cô cho bao thư rồi, trị giá bằng phần quà. Thì mình đi chỗ khác. Không cho hai hai họ đây. Tại vì cái khó khăn mà chú nhà không có lợi nhiều quả gì đó không cái số quả trên đó là có còn 5 phần nè là em dắt đi đâu đó. Cho hai người đây ha, một người phần đi, còn 3 phần. Ừ, 3 phần đằng kia chị kia phần với hai phần ra bà lộn. Rồi chị đằng cái chỗ mình cho dắt đó. Mừng ngay em ba ơi. Rồi em truyền đầu lên dùm. Là cô đứng lên. Bước hai trái rồi. Một thằng nữa. Bước hai trái rồi. Cô bưng cô để đứng giùm con nha. Cái này làm như nó muốn xuất ra. Cô đi khảo sát thì cũng không có thể một lần mà cho hết được. Dạ. Chia làm nhiều lần. Cái này cho này rồi hộ khác mình cho bơ thơ rồi. Hổ cho không được gì hết rồi đó, nhiều thôi hả?
Dạ, bây giờ lên được không? À, cô này một cây. Chị, một chị, nhà. Chị. Ồ, oh, cái bao gạo đó coi chừng đổ. Dạ. Thấy dạ. Nó cũng bị... cái bị... Cô đại diện đi cô. À, đây là một phần quà gồm có một bao thơ 300 ngàn tiền mặt và gạo với nhu yếu phẩm nha. Đây cũng vậy, cái này là quà của nhóm cụ học sinh trung học phổ thông Long Thành do sư cô Hiếu Chân quyên góp để đi tặng. Với lại một phần là của tôi là hai tôi phối hợp với sư cô để đi tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Rồi chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Hai cô nhiều sức khỏe. Cô mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, không sao, con nghe được. Rồi, vậy xin phép con đi nha. Dạ, mạnh khỏe nha. Rồi, mình đi chơi. Ok. Ok. À, bữa hổm là không có máy hả? Dạ. Này cho người ta cũng cho nữa đó. À. Giờ không tiền dừng nữa. Cái này tiến bộ rồi, nó che được cái máy rồi. Này tiến bộ che được cái máy. À, còn đang đập nền kìa. Dạ. Dạ bỏ kìa. Dạ. 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 Đây bỏ trong nhà nè. Đây nè. Mình vô đây cũng mát lắm. Dạ được rồi cô, đến đây tặng phục quà rồi con đi à. Con ra đứng đây. Được, có bên đây à. Bữa nay có lọt được. Lá cũ á. Lá cũ lọt lại thì lọt cái gì đi cho nó. Dạ. Lá nó mát. Dạ. Rồi cô đứng đây cô. Cô tâm có gửi tặng cô phục quà. Đây không tiền dùng chết. Bị nóc nhà nó hư đó. Rồi tính tuôn xuống rồi lấy tôn nó la dừng lại rồi cái nó một cái chân rồi. Rồi mất. Cái nhóm của học sinh Long Thành sư cô có gửi tặng một phần quà gồm có 300 ngàn tiền mặt với lại gạo và nhu yếu phẩm nha. Dạ. Chú được cho chị con cảm ơn. Dạ. Rồi con gửi cô nha. Dạ. Cảm ơn cô. Chừng đợi đã đổ. Rồi cái này con để đây cô cầm nổi không? Rồi cảm ơn chúc cô sức khỏe. Chúc cô chú được mạnh khỏe nha. Rồi, chị cũng nhiều sức khỏe rồi. Rồi, con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi xin phép con đi ạ. Dạ. Đi luôn thôi. Dạ dạ dạ. Ở nhà này mấy người ở vậy? Dạ, nhà này 4 người tại hôm nay. Còn ai nữa? À, ông bà còn ai nữa? Hai ông bà với con là đứa 15 tuổi với con. Rồi đứa lớn là 9 tuổi đi làm. Bây giờ đặng tiên muốn có phát lương về dưỡng được. Sao vậy? Sao vậy? Sao phát lương không được? Xếp hàng được. Đóng cửa hết trơn mình vô bây giờ khó mà. À, ngôi nhà này là cũng có người tài trợ cái dách nhưng mà con chưa có lên đây, chỉ còn phần nền thôi. Dạ. Coi như có người tài trợ dách rồi hả? Dạ. Là sẽ được dách đó phải không? Dạ. Còn cái này, còn cái móc á thì người anh đó lên lục giá, người ta cũng từ thiện, người ta đi gom góp đó. Mình thấy dách này nó giàu, có giàu rồi. Ừ. Hai bên dách là sẽ có hết không? Dạ. Con không biết dách nó bằng một bên lớn á. Cái dách này với cái bên này nữa, chứ mình đâu có một bên dách được. Mình hai bên luôn á. Thì nhiều quá, không biết sao, để con coi lại. Nhà thì nào cái gì đó thì cũng dân này giống ai cô tâm biết không? Giống cô Hồng. Cái cô nè, nhìn cái phong cách giống cô Hồng ở Phú Hữu á. À đúng rồi, đúng rồi. Ngờ thì thấy vậy. Ngờ nhìn không ra giờ nghĩ ra đúng không? Cái cô kia thì cổ lớn tuổi hơn. Nhưng mà cô tệ cô kia cổ 50 mấy, cô kia khoảng 60 rồi đó. Cô nhìn sáng vậy mới ra em giống giống. Cô cũng nuôi cả trăm người già. Người già neo đơn cũng nuôi ở đó. Cũng mặt cũng không lương thiện á, nhìn mặt giống rồi. Giờ mới nhìn ra. Rồi vậy con đi cô ơi, mai mốt con ghé nha. Cầm công nha, gác cố lên được cái máy này rồi. Cái máy này về lớn là trước gì hả? Ờ, cho chú ở nhà hả? Dạ. Dạ. Nhà này của người ta ở nhà. Ha ha ha!
chị. Cái đâu hổ qua, hổ qua gì quên. Qua tay. Tay. Dạ con em đại diện nhóm cụ sinh Long Thành của phố Lý Trân này. Con Ngô Tâm á, ơi gửi tính gia đình giá 500 ngàn, 300 với và 200 ngàn. Kể khó khăn với gia đình anh ha. Dạ, cảm ơn nhà tài trợ. Bốn năm năm mà có làm được đâu. Mà gần tọ nè, nó bắt cuộc sống rồi. Bây giờ 200 triệu rồi mới đi. Chỉ đang coi gõ đó đi kiếm được đó. Dạ. Dạ, gáo mình khỏe rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đi. Mình không phần quà cuối cùng. Hai ba giờ sáng rồi đó. Rồi, chào đi. Chào chị. Chị cũng chưa. Nên em thay mặt cho nhóm thiện nguyện cuộc sinh Long Thành với con Hiếu Trân với lại con Ngô Tâm á tới trao phần quà cho hai gia đình ha. Phần quà là 500 ngàn, 300 ngàn tiền mặt với lại cái hàng gạo. Cảm ơn mấy con. Cảm ơn chú nhỉ. Rồi, tính sáng vô giùm em cái. Rồi, giờ mình nói cái nhà khổ tăng nữa. Rồi, mình chỉ với anh vô đây mình kết thúc video ở đây luôn. Thì phần quà này mình sẽ trao là phần quà cuối cùng. Em xin thay mặt cho bà con ở quê em cảm ơn nhóm phụ học sinh và sư cô Huyết Chân và cô Ngô Tâm và chúc thật nhiều sức khỏe. Rồi video của dân cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Chào tạm biệt. Rồi mình về chị ơi, em sẽ đưa chị ra tới xe. Chào gia đình em nha.